Hello các bác, rất vui chúng ta lại gặp nhau trong một clip mới ngày hôm nay, ngày 10 tháng 7, thứ hai ngày đầu tuần. Vâng, trước mặt các bác đây, bên em đang test một cặp loa PV Bass 30. Một cặp loa có cái model là CK72. Đấy, sử dụng một Bass 30, Bass Neo và Test Neo. Đây, cặp loa bên em vừa khui ra để test cho một bác khách, bác Cường nhá. Bác Cường có địa chỉ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, bác Cường vừa chốt một cặp loa PV CK72. Đấy, một cặp loa chất các bác nhá. Đây, một cặp loa bên em vừa khui ra để test gửi cho bác Cường. Đấy. Chỉ trong một lốt nhạc bác chốt một cặp loa PV CK72 Bass 30. Vâng, với phân khúc 17 triệu đồng, bác Cường chốt một cặp loa PV CK72 các bác nhá. Đây. Đấy, hàng trước khi đi là bên em test rất là kỹ. Đấy, anh em nào có nhu cầu những cặp loa Bass 30 PV CK72 xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Đấy, loa chất lắm các bác, sử dụng một Bass Neo các bác nhá, Bass Neo, Test Neo. Đấy, thùng gỗ sơn cát. Đấy, loa rất là chất các bác.